Phật dạy, luật nhân quả chớ xem nhẹ, kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại điện ông cất câu độc. Khi bây giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời người, đại chúng vây quanh yên lặng, một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch với Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Phật dạy, luật nhân quả chớ xem nhẹ, kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại điện ông cất câu độc. Khi bây giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời người, đại chúng vây quanh yên lặng, một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch với Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, người nghèo người giàu, kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau? Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, có người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại lát mắt, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn, có người nhiều con trai con gái, có kẻ thì cô đơn một mình, có kẻ đi tha hương đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang, có người thật thà vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục, có nhà cha từ con hiếu thuận kính giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái, có người nhà cửa đàng hoàng gia sản đầy đủ, có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực, có người ở như tổ quạ hang hưu giống loài ly thú, cũng có hạng người ăn thịt sống uống máu tươi, mặc áo da lông không biết văn tự, có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê, có người thông minh cao sáng, có kẻ lại dốt nát ngu si, có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại, có kẻ giàu mà tham sản, có người nghèo lại rộng lòng bố thí, có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai gốc, có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh, có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay, có người khoan dung đại độ lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi, có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp, có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ, có hạng vũ phu vô lễ, có người hiểu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: Sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dùng tâm khác nhau,
Vì thế, cho nên, muôn sai dạng diệt, người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sản. Người đời nay được cao quý là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tính kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùng thấp là do đời trước khinh mạn pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Phật dạy, luật nhân quả chớ xem nhẹ. Kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại điện ông cất câu độc. Khi bây giờ, Đức Thế Tôn thuyết pháp có vô lượng Bồ Tát, trời người, đại chúng dây quanh yên lặng, một lòng nghe nhận. Lúc ấy, A Nan tôi, vì chúng sanh nên bạch với Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, người nghèo người giàu, kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau? Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, có người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại lát mắt, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn. Có người nhiều con trai, con gái, có kẻ thì cô đơn một mình, có kẻ đi tha hương, đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ. Có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang. Có người thật thà vô tội lại bị bắt bớ, giam hãm trong tù ngục. Có nhà cha từ, con hiếu thuận, kính giảng nghĩa. Có nhà anh em bất hòa, đấu tranh ngang trái. Có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ. Có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu, khốn cực. Có người ở như tổ quạ, hang hưu, giống loài ly thú. Cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự. Có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sáng, có kẻ lại dốt nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại. Có kẻ giàu mà tham sản, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai gốc. Có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh. Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay. Có người khoan dung đại độ lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ. Có hạng vũ phu vô lễ,
có người hiếu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cuối xin Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiền. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dùng tâm khác nhau. Vì thế, cho nên muốn sai dạng diệt, người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sản. Người đời nay được cao quý là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tính kiêu mạn. Người to lớn, Phật dạy, luật nhân quả chớ xem nhẹ. Kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại điện ông cất câu độc. Khi bây giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời người, đại chúng vây quanh yên lặng, một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch với Phật rằng: Phật dạy, luật nhân quả chớ xem nhẹ. Kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại điện ông cất câu độc. Khi bây giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời người, đại chúng vây quanh yên lặng, một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch với Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, người nghèo người giàu, kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau? Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, có người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại lát mắt, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn. Có người nhiều con trai, con gái, có kẻ thì cô đơn một mình, có kẻ đi tha hương, đói rét, lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ. Có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang. Có người thật thà vô tội lại bị bắt bớ, giam hãm trong tù ngục. Có nhà cha từ, con hiếu thuận, kính giảng nghĩa. Có nhà anh em bất hòa, đấu tranh ngang trái. Có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ. Có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu, khốn cực. Có người ở như tổ quạ, hang hưu, giống loài ly thú. Cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự. Có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sáng, có kẻ lại dốt nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại. Có kẻ giàu mà tham sản, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ
tiếng nói ra như gai gốc. Có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh. Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay. Có người khoan dung đại độ lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ. Có hạng vũ phu vô lễ, có người hiểu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cúi xin Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dùng tâm khác nhau. Vì thế, cho nên muốn sai dạng diệt, người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hãy có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sản. Người đời nay được cao quý là do đời trước hãy lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hãy có tính kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùng thấp là do đời trước khinh mạng pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẵn tiếp ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay biết lật là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm mắt sâu thủng mang quạt môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tay là do đời trước hay dùi thủng tay xanh vật. Kẻ tàn hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xông vào. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị chấn hốc là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sinh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước làm hạnh bố thí cúng dường. Người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh. Người đời nay ám độ là do đời trước làm súc sanh. Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa dấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp.
người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay, các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lận. Người đời nay ham muốn hát là do đời trước làm nghề múa hát hả đào, phường chèo tái sanh. Người đã tham thời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn dùng. Người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào. Người đời nay không có năm căn là do đời trước hay thiến chó lợn. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ, người ta chết đọa làm loài ngang dịch. Người đời nay hay thủ dâm, do chính họ khi chết đọa làm loài chim công, chim sẻ. Người sẻ tiết kinh thư che giấu trí huệ, không chịu nói, khi chết đọa làm loài trùng mọt, ăn đất, ăn gỗ. Người hãy đeo cung tên súng đạn, cưỡi ngựa, chết đọa trong loài mường máng mọi rợ. Người ham sát sinh, chết đọa vào trong loài hổ, báo, chó sói. Người hay mặc áo dài, lược thược, chết đọa làm con trùng đu dài. Người hay nằm ăn, chết đọa vào loài lợn. Kẻ hay nhái tiếng người, hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim dẹt. Kẻ hay chế giễu người, đọa làm loài trăn, rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác, làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú, chim cắt. Kẻ hay nói cho người ta bị ương họa, tù tội, chết đọa làm loài thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hưu nai. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sinh trong loài có móng như móng ngựa. Kẻ đời trước bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. Làm bận đất chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ở chốn bần. Lấy trộm quả trái của chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Ăn trộm của chúng tăng, bị đọa làm thân trâu lừa. Lạm dụng nước của tăng, bị đọa làm thân cá giải. Lạm dụng rau của tăng, bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương, loài lịch. Lạm dụng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ khạc tấm đức chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo hở hang, bôi phấn, đánh môi son vào chùa, nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh, màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô uế tịnh hành của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật, có trăm ngàn muôn dòng dao bay xuống, chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch với Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn Việt làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh, hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền
Ấn Tống Kinh Kiến lập tam bảo, không tiếc thân mạng hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng. Đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa, chỉ dòm ngó, xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm, chuyên chủ phá hoại mà thôi. Hoặc ăn của tăng, không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả, rau đậu, đánh cắp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết quan. Giặt nước sôi, lò than, núi đao, rừng kiếm, phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng, phải răn bảo cho các đệ tử của ta, đời mai sau, khi đến chùa, phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo, phải gắng sức tôn sùng thành Phật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi Ngài Di Lặc xuất thế, quyết định được độ thoát, không nghi ngờ. Phật nói, đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục, hàn băng, sao đọa làm loài tầm, bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng lo tu hành, đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục, hắc ám, trong núi thiết chi. Đời nay làm kẻ đồ tể, giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, quýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào ngục độc xà. Đời nay hãy thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạch than. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hay uống rượu say sưa, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết quan. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao gấm kiếm thụ. Đời nay là mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục quả xa. Đời nay nói lưỡi đôi chiều, làm cho người ta ẩu đả, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói dâm dục, nhục mạ người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sanh, cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng, khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để dối lừa người ta, lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng, nhắm mắt và nhìn xuống đất, dối người trên trời, lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào địa ngục cảm yêu. Đời nay làm bà đồng mà bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn, hoặc các ngọa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng, bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu ngốc để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước, bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ mòi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng, hoặc thầy địa lý, chốn cất mộ mã, xem giá trạch, đoán các cung năm họ tiện lợi, an long vận mạch, trấn ác suy quạ, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điều tốt xấu,
các bọn người này sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đồng. Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rẻ gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết vào địa ngục chấm chích toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá pháp chùa lừa gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ. Qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp, cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa phát tâm bồ đề, bằng không lại đọa vào địa ngục. Phật nói làm thân người rất hôi thối, nhớ bẩn, lòng đầy giận túc, khó gần bỏ. Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay song pha đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm, không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng, ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trọng mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tính phạm phúc hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh, cường tráng, thích dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình mắt kẻ gian phi và ít ngủ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thể dốc nhỏ bé, ham dâm dục, ý chẳng kiên định, thấy sắc đẹp, sinh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người có mắt sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tính giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bọ cạp, rết, một gỗ được tái sanh. Người hay ngồi yên một mình, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét nhách, ăn trộm, tham của, đầy lòng oán giận, không có tình, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói, kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra lại đọa làm thân súc sinh như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, khỉ, vượn, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới, bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si, chẳng hiểu đạo, không tu hành, chết đọa vào loại voi, lợn, trâu, dê, rận, chí, ruồi, mũi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc, câm ngọng, gù còng, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ tấm, đống phân, hoặc làm loài lừa, chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người, phải đọa làm thân nô tỳ, nghèo cùng, ăn mày,
bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền, lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục Dục Sơn. Lúc đó có trăm ngàn muôn bị súng lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai, ăn đêm, sau khi chết, đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, lúc bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chắp tay, đầu không sát đất, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chắp tay và năm hệ xuống đất, trí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con mắt lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay binh vợ mắng cha mắng mẹ, khi chết đọa vào trong địa ngục cảm thiện. Phật lại bảo A Nan tôi rằng, như trên ta đã nói rất nhiều, các sự đau khổ đều do nghiệp thiện ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sinh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho bao chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là vợ không trinh lương, hai là vợ bên nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau sanh làm người, là phải bị hai thứ quả báo, một là phần nhiều bị người phỉ báng, hay là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau khi sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là bị họ hàng phá hoại, hay là anh em họ hàng tề ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là thường phải nghe tiếng ác, hay là có nói ra điều gì thì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là lời nói ra chẳng ai tin, hay là lời nói không được rành rõ. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là tham tài không chán, hay là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau khi được sanh làm người, phải bị hai quả báo, một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hay là thường bị người ta hãm hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là thường sanh vào nhà tà kiến, hay là tâm thường nịnh hót, không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết, nghiệp thập ác là như thế, phải lãnh lấy mọi sự đau khổ. Lúc bây giờ trong đại chúng, có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: Các người hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sinh, chúng làm việc phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thế chủ, đứng ra xây cất chùa, tháp tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh, trăm dân, khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp dương trung chánh, duy na luân chủ, đời sau sẽ được làm dương thần phụ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang.
đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, được người kính nể bốn đường khai thông. Đời nay đốt đèn cúng Phật, đời sau sanh vào khung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Đời nay hay làm việc bố thí mà từ tâm nuôi dưỡng sinh mạng, đời sau sanh nơi giàu có, ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người khác thức ăn, uống, đời sau sinh nơi bếp trời, sức lực đầy đủ, thông minh, trí huệ, biện tài, thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loại súc sanh được mắc tội báo, cho thức ăn kẻ không giới được ngàn bối báo. Cúng dường thầy tỳ kheo thì được giới dạng bội báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông, đại thừa, giảng, tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tầm mắt, được vô lượng báo. Cúng dường Bồ Tát chư Phật thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc, người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cũng món ăn mà được phước báo vô lượng. Như thế, nếu hay thường cúng dường thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay sách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh oai nghiêm, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để lu, để thùng nước cho người ta qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân dương, trong mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay in ấn giúp chép kinh pháp cho người đọc, đời sau sanh xứ nào miệng miệng đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu. Chư Phật Bồ Tát thường gia hộ là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng phú. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi ra đi vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng, các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả, huyện chúng sanh độc tuân tu hành được qua khỏi khổ nạn. Nếu nghe kinh này sang lòng phỉ báng, kẻ đó ngay ở đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan tôi bạch với Phật rằng, lại Đức Thế Tôn, kinh này nên gọi là gì và khuyến pháp thế nào, cúi xin ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng, kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành thọ trì như thế. Khi nghe kinh xong, trong chúng có tám dạng người trời phát tâm A Nậu Đa La, Nam Miệu Tam Bồ Đề, và có 100.000 người con gái chuyển nữ thành nam, 1.200 ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình, vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng tín giả sanh các cõi tịnh độ cũng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành. Lời dạy về nhân quả, nghe để giảm nghiệp và hưởng phước báo. Đạo Phật luôn đề cao tinh thần nhân quả. Chúng ta sống trong cuộc đời này đều là sống trong nhân quả. Cuộc sống của chúng ta hiện nay là thừa kế cái quả của đời trước, gọi là thừa kế nghiệp. Chữ nghiệp trong Phật giáo có ý nghĩa sâu. Một số người thường quan niệm mỗi người sinh ra đều có số mệnh. Người có số giàu thì giàu, người có số nghèo thì nghèo, người có số xấu thì xấu. Trong nhà Phật không nói số mệnh mà cho là nghiệp. Nếu nói là định mệnh thì sẽ ngăn chặn con đường tiến hóa. Số mệnh định sẵn như vậy rồi, không thể chuyển được nữa. Do con người tin như vậy nên đầu hàng số phận. Trái lại, Phật giáo cho là nghiệp chúng ta tu có thể chuyển hóa được. Nghiệp tức là những hành động tạo tác của con người
trong đời trước hay đời này. Nghiệp do chúng ta tạo nên có thể chuyển đổi. Nếu lỡ tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, chúng ta thức tỉnh, biết đó là sai quấy, quyết tâm sửa đổi, thì chuyển thành nghiệp lành, nghiệp tốt, đó là tu. Có tu mới đưa con người tiến hóa, thăng qua, đem lại niềm tin cho chính mình. Theo tinh thần Phật dạy, tất cả chúng ta đều sống trong nhân quả. Sống với quả hôm nay là do nhân đời trước. Quả lành, dữ, khổ, vui hoặc vô trí, sang hèn đều có nhân đời trước, chứ không phải ngẫu nhiên. Do con người tạo nghiệp không đồng, nên sanh ra mỗi hoàn cảnh không đồng nhất. Có những người sanh ra trong một gia đình, một cha mẹ, nhưng có đứa thông minh, có đứa không được thông minh, có đứa giàu, có đứa không làm ăn được. Theo khoa học nói, gen cha mẹ sao con cái như vậy. Nhưng đôi khi cha mẹ rất thông minh mà con thì ngu đần. Cha mẹ không thông minh mà con là thần đồng. Vậy đâu phải do gen. Vì vậy, nếu lấy tinh thần khoa học mà giải thích thì không thể giải thích hết được. Phật Pháp thấy rõ điều này rất đơn giản. Điều do nhân quả nghiệp báo của con người đã tạo đời trước. Như đời trước đã tạo nghiệp sáng suốt trí tuệ, nên đời này lưu lại sanh ra người đó, phát triển trí tuệ sớm. Có những đứa bé thần đồng sinh ra đã biết được những điều nó chưa học. Có những người mới gặp nhau lần đầu đã thấy có cảm tình, hoặc mới gặp mà cảm thấy ghét cay ghét đắng. Do cái gì? Do nghiệp duyên đời trước. Ai gần gũi với mình nên gặp nhau đã có cảm tình. Còn người kia cũng hồi nghiêng trái nghịch nên thấy lần đầu đã không có cảm tình. Đó là tinh thần nhân quả Phật dạy. Hình tướng mỗi người cũng vậy, hàng triệu người không ai giống ai. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy Long Dương, Ngài nói: ông có biết trong hội này và trong biển cả bao nhiêu là hình sắc, chủng loại mỗi khác nhau. Tất cả như thế đều do tâm tạo nghiệp lành hay dữ nơi thân khẩu ý mà ra. Do chúng sinh trước kia tạo nghiệp sai biệt, nên khi sanh ra cũng có những sai biệt. Chúng ta ngồi đây, mỗi người đều có tâm tư, suy nghĩ sai biệt nhau, nên hiện ra dáng vẻ khác nhau. Tuy ngồi chung một nơi, nhưng trong tâm mỗi người là mỗi cảnh giới riêng. Như hai đứa trẻ sinh đôi, giống y nhau, nhưng vẫn có một hai điều gì đó khác. Vì tâm tư của mỗi người có những nét khác, nên trên hình tướng cũng có vẻ khác nhau. Phật dạy mỗi người sanh ra là sống trong nhân quả, sống trong nghiệp lực. Con người không làm chủ được mình, mà do nghiệp làm chủ chúng ta. Người học Phật biết sân giận là xấu, nhưng gặp chuyện thì cũng sân, không làm chủ được. Như người bệnh tiểu đường, biết ăn ngọt là không tốt, nhưng gặp ngọt cũng thèm. Hoặc có những vị nghiện rượu, thuốc, biết là bệnh, nhưng không bỏ được, cũng bị nó dẫn. Như vậy, nghiệp làm chủ mình, chứ mình không làm chủ được. Nhà Phật gọi là bị nghiệp sai sử. Tu là chuyển nghiệp. Tu Phật là chuyển nghiệp. Vì Phật dạy, nghiệp không cố định. Cái gì có sanh thì phải có diệt. Nghiệp cũng vô thường. Nghiệp do chúng ta tạo ra thì chính mình có thể chuyển đổi nó. Có người không hiểu, yếu đuối, cứ an phận với nghiệp lực, nên than: sao nghiệp tôi nặng quá. Tất cả chúng sinh đều có thể chuyển được hết. Đức Phật là tấm gương cho mọi người. Phật hiện ra nơi đời sống như chúng ta, không phải trên trời rơi xuống. Nếu như Ngài ở trên trời hiện xuống thành Phật, thì không ai dám tu theo Ngài, vì nghĩ là Đức Phật quá cao siêu, là một vị trời, còn mình ở dưới đất, đâu bằng được. Đức Phật đến cuộc đời này là một con người, có cha mẹ sinh ra, lớn lên, lập gia đình, sống thụ hưởng ngũ dục trong cung vua, rồi thái tử đi dạo bốn cửa thành,
thấy cảnh già bệnh chết, hình ảnh cho ngài tỉnh. Ngài hỏi Sa môn chân lý để thoát cảnh sanh già bệnh chết. Được Sa môn giải thích con đường tu hành giải thoát, nên ngài quyết định ra đi tìm cầu chân lý. Con người đã có sanh thì có chết. Sanh tử đều có nguyên nhân của nó. Nếu tìm được nhân sanh tử thì sẽ có cách giải quyết quả sanh tử. Theo tinh thần khoa học, quả tự nhân mà có. Như các nhà bác học thấy bệnh chó dại, phải tìm ra nguyên nhân nào gây ra bệnh chó dại. Tìm được con vi trùng chó dại, trừ diệt đó thì sẽ hết bệnh. Phật cũng vậy, ngài quyết chí giữ thành xuất gia tìm đạo, cuối cùng đến cội Bồ Đề thiền định. Sau đêm 49, ngài giác ngộ thành Phật, thấy rõ nguyên nhân của sanh tử luân hồi là 12 nhân duyên, đó là nhân để có sanh tử. Nếu dứt được tập nhân thì giải thoát sanh tử, chứng đạt niết bàn. Ngài thành tựu được, sau đó chỉ dạy cho mọi người như Xá Lợi Phất, Bục Kiền Liên, tu chứng A-La-Hán, chấm dứt cội gốc sanh tử luân hồi. Như vậy, việc chuyển được chứ không phải là cố định. Mọi người chúng ta khi thấy cảnh người sanh già bệnh chết, nghĩ đó là chuyện thường nên an phận. Ai sinh ra cũng chết, nên mình chết là chuyện thường, không nghĩ gì khác thêm. Nhưng với Thế Tôn, ngài quyết tìm nguyên nhân để giải quyết dứt điểm đó. Do đó, ngài vượt lên chuyển được nghiệp. Điều này cho chúng ta thấy rằng, ngài là con người, ngài đã làm được thì chúng ta cũng là con người như ngài, thì ai cũng có thể làm được. Theo ý nghĩa Phật là người giác ngộ, chúng ta là người thì cũng có thể giác ngộ như Phật. Nhưng Phật giác ngộ ở đâu? Ngài giác ngộ từ tâm. Vậy mọi người có tâm thì đều có giác ngộ. Chúng ta học lịch sử Phật, nếu nói lại cho người khác nghe mà dùng từ không chính xác sẽ bảo Đức Phật có cha là Vua Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Maya, vợ tên là Gia Du, có con là La Hầu La. Nói như vậy là chưa chính xác. Vì Phật làm gì có vợ có con? Thái tử Tất Đạt Đa mới có vợ có con, sống trong hoàng cung rồi dược thành xuất gia đi tìm đạo, đến khi chứng ngộ mới gọi là Phật. Như vậy thật là một bậc toàn giác, từ một con người thường sau đó giác ngộ nên gọi là Phật. Như vậy mọi người đều có thể tu chuyển nghiệp được. Chúng ta không nên mặc cảm cho rằng tội lỗi quá chắc tu không được. Nếu vậy Phật ra đời làm gì? Phật ra đời chỉ dạy cho chúng sinh tu. Tu là sửa, sửa cái xấu thành cái tốt. Cũng như Ương Quật Ma La là một tên sát nhân. Ông nghe theo lời thầy chỉ dạy, lấy 1000 nắm tay của người sâu thành chuỗi đeo, sẽ được truyền dạy pháp bí yếu của ngoại đạo. Từ đó ông đi giết người lấy được 999 ngón tay, chỉ còn lại một ngón cuối cùng. Ai thấy ông cũng sợ nên tránh mặt hết. Khi đó vua sai quân lính đến bắt ông ta về trị tội, nếu không là nỗi kinh hoàng cho muôn dân. Bà mẹ nghe vậy lo sợ nên đi báo cho ông hay, nhưng ông lại định giết mẹ để lấy cho đủ số lượng 1000 ngón tay. Đức Phật dùng Phật nhãn quan sát, thấy ông có duyên quá độ và không muốn ông mang tội đại ngỗ nghịch là giết mẹ, nên Phật xuất hiện trước mặt ông. Thế là ông được theo Phật. Nhưng sao thấy Phật dần cách xa nên mới la lên: Cồ Đàm, ông hãy dừng lại. Đức Phật bảo: Ta dừng đã lâu rồi, chỉ có ngươi chưa dừng thôi. Ông ngạc nhiên hỏi: Ngài đang đi, tôi chạy không kịp, mà nói dừng khi nào? Phật bảo: Ta dừng đây là dừng những tâm tham sân sát nghiệp, những cái đó chính ngươi chưa chịu dừng. Ngày đó Ương Quật Ma La có sự tỉnh ngộ, sau đó Phật thuyết pháp giáo hóa cho ông và ông chứng A-La-Hán, giải thoát nghiệp sanh tử.
Như vậy, một người dữ tợn cũng có thể chứng thánh, chuyển được nghiệp. Cũng như tỳ kheo, ni liên qua sắc. Bà có sắc đẹp, trước cũng tạo nghiệp rất nhiều. Sau, được ngày một kiền liên độ. Nhân duyên thế này. Một hôm, tôn giả một kiền liên đi khất thực ngang khu vườn. Có một vị phụ nữ trung niên rất đẹp đứng đón. Dùng những lời lẽ mời mọc gợi chuyện muốn chọc phá ngài. Tôn giả một kiền liên là vị đệ nhất thần thông. Nhìn qua biết đây là một cô gái kỹ nữ đến để mê hoặc mình. Tôn giả dùng thần lực thấy được những uẩn khúc chất chứa trong lòng người phụ nữ này. Nên ngài nói, thật đáng thương cho cô. Tuy hình dáng bên ngoài đẹp, trang sức lộng lẫy, nhưng bên trong chứa đầy ô uế không chừng. Thân thể cô bất tịnh, tâm hồn cô ô uế, dùng dãy trong bùn nhơ như con voi già đang sa lầy. Dùng dãy chừng nào nó càng lún sâu chừng nấy. Người phụ nữ nghe vậy giật mình, cảm xúc rơi lệ. Tại sao vị này biết hết cảm xúc trong lòng mình? Cô mới thưa, bạch tôn giả, ngài đã biết rõ tâm của tôi. Tôi cũng không qua mắt được ngài. Tôi nghe danh ngài là thần thông đệ nhất. Tôi không tin thần thông có thể vượt qua được sắc đẹp. Tôi biết mình là người nhiều tội lỗi và cũng nghĩ đến việc hướng thiện. Nhưng bây giờ quá tuyệt vọng vì tội lỗi quá nhiều. Tôi là một kẻ không thể cứu vớt được gì. Với một quá khứ ghê sợ, sau này tôi sẽ bị quả báo. Tôn giả một kiền liên liền an ủi, cô không nên tự làm khổ mình như vậy, cũng đừng có thất vọng. Tội nghiệp dù có nặng đến đâu, nếu một phen sám hối thì đều có thể cứu vãn. Y phục dơ có thể giặt giũ cho sạch, thân thể ô uế có thể dùng nước tẩy rửa, tâm không thanh tịnh có thể dùng Phật pháp rửa sạch. Dòng sông nhơ nhớp chảy ra biển cả, biển lớn có thể làm sạch được nước trong sông. Lời dạy của Đức Thế Tôn cũng đủ sức làm lòng người ô uế trở nên thanh tịnh. Tôn giả một kiền liên đã đem lại niềm tin cho Liên Hoa rằng tội lỗi nhiều nhưng cũng có thể rửa sạch hết nếu chúng ta biết chuyển hóa tu tập. Nhưng cô lại thưa, tội lỗi quá khứ của tôi quá khủng khiếp. Tôi kể ra, tôn giả bỏ chạy. Tôn giả một kiền liên nghe vậy cũng cố an ủi, cô hãy nói ra đi. Cô nói, tôi tên là Liên Hoa, con gái của vị trưởng giả giàu có trong thành Đức Satila. Năm 16 tuổi, cha mẹ lập gia thất cho tôi. Nhưng không lâu, cha tôi qua đời. Bà mẹ kế tư thông với chồng tôi. Biết được việc này, tôi quá đau lòng. Lúc ấy, tôi sinh một đứa con gái, tôi bỏ lại cho chồng nuôi. Sau đó, tôi tái giá với một người ở tỉnh khác. Anh ta là một thương gia. Một lần đi buôn bán xa ở thành Đức Sa Thi Lai trở về, anh ta lén mua một nàng thiếp giấu riêng ở một nơi nào đó. Tôi được người khác cho biết và nổi máu ghen. Tôi quyết tìm người con gái đó để xử cho một trận, gieo đau khổ cho người. Bây giờ tôi không biết phải sám hối như thế nào. Tôn giả một kiền liên nghe qua, biết cô còn chút thiện tâm, mới đem giáo lý nhân quả của Phật giải thích cho cô nghe. Mọi việc đều có nhân quả, do nhân đời trước đã tạo nên đời này phải chịu quả báo như vậy. Bây giờ muốn chuyển đổi thì phải tu, chứ không phải để như vậy hoài. Sau khi nghe tôn giả thuyết pháp, Liên Hoa tỉnh ngộ, mới đi theo tôn giả về gặp Phật. Sau đó bà được Phật độ tu hành, chứng thánh vị A-la-hán. Đây là bài học đánh thức cho mọi người thấy rằng, dù cho tội lỗi nhiều như vậy thì tánh giác cũng không mất. Như nhà Phật có câu, giết chúng sinh dai, hữu Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Người giết sinh ác nghiệp, nếu tỉnh giác tu hành, có thể chuyển đổi thành thánh.
Vậy thì số phận định mệnh có thể chuyển chứ không phải an bài như nhiều người đã nghĩ. Liên qua tội lỗi nhiều như vậy mà còn chuyển được tu chứng A-la-hán, chúng ta ngày nay tội lỗi đâu nhiều. Chúng ta nếu chịu tu, chịu chuyển hóa thì sẽ có kết quả tốt. Trong Phật Pháp có tứ chánh, tức là bốn điều siêng năng tinh tấn. Thứ nhất là điều ác chưa sanh thì ngăn không cho nó sanh. Thứ hai là điều ác đã sanh rồi thì khéo tinh tấn siêng năng để trừ diệt nó. Thứ ba là điều thiện chưa sanh làm cho nó sanh. Thứ tư, những điều lành đã sanh thì làm cho nó phát triển hơn. Giống như làm ruộng vườn, trồng nhiều hoa quả, cây ăn trái thì bớt cỏ. Còn lười trồng hoa quả, rau cải thì có quan mọc. Chúng ta tạo nhiều điều thiện thì điều ác bớt lại. Còn điều ác nhiều thì tiềm ẩn thêm nhiều phiền não, đau khổ. Phật dạy chúng ta tu để vươn lên, chuyển nghiệp mới mong đem lại cho chính mình sự an vui vĩnh cửu. Phật dạy, sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền. Trong cuộc đời, có sáu lời nói gây quả báo nhãn tiền, càng ít nói càng tốt. Theo lời Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến bạn hao tổn hết sạch phước đức, nhất là lời thứ sáu trong đó. Hãy cùng xem bạn có lỡ sai phạm điều gì không, để mau chóng sửa đổi nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu bạn có phải là người thận trọng trong ngôn ngữ, hành động hay không? Muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người, điều quan trọng nhất là không thể hành sự tùy ý, không được nói lời tùy tiện. Có những lời nên nói, nhưng cũng có những điều tuyệt đối nên tránh. Bởi nói hay thì như áo gấm thêu thêm hoa, nói dở thì như tuyết lạnh thêm sương. Con người chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại cần tới vài chục năm để biết cách ứng xử. Theo lời Phật dạy, có những lời chỉ cần không nói ra sẽ giúp con người chúng ta thêm phúc đức. Ngược lại, nói ra sẽ khiến ta tạo khẩu nghiệp, mất đi phúc đức, thậm chí có thể lập tức gây tai họa cho bản thân người nói. Theo lời Phật dạy về khẩu nghiệp, lời nói gây khẩu nghiệp là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hay là quả từ miệng mà ra. Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng. Phật dạy rằng, chỉ cần bạn cố gắng tránh nói 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền dưới đây, phúc báo cũng sẽ không bị hao tổn, cuộc sống thanh thản, an yên tu chí làm ăn. Thứ nhất đó là lời nói vô căn cứ, lời dối trá. Những lời vô căn cứ, không có thông tin chính xác, đều là lời nói sằng bậy, dối trá. Đây được coi là một trong những lời nói gây quả báo nhãn tiền, làm tổn hao phúc báo mà Đức Phật khuyên chúng sinh tuyệt đối tránh. Nếu lỡ phạm phải thì cũng phải nhanh chóng sửa đổi, hạn chế tiếp tục nói dối để tránh khẩu nghiệp ngày càng sâu. Nói dối cũng là một trong 5 điều thuộc ngũ giới của Đạo Phật, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Kinh Chánh Niệm Xứ có viết: thực vi đệ nhất thiện, vọng ngữ đệ nhất ác. Câu này có nghĩa là nói lời chân thực là việc hàng đầu, nói lời dối trá là việc ác hàng đầu. Đức Phật dạy nói dối chia làm 4 loại: nói dối, nói lời hung ác,
nói lời hai chiều, nói lời thêu dệt. Đây là bốn loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này mà tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh, vì thế cần phải tránh xa. Cho dù lời nói dối đó không có ác ý mà nhằm mục đích đùa vui thì cũng gây ra nghiệp quả không tốt. Bởi những lời nói đó khiến chủ nhân lời nói quen với thói xấu ấy, cũng làm cho mọi người xung quanh không tin vào lời nói của họ nữa, kể cả khi họ nói thật. Khi đó, người này sẽ bị xếp vào hạng người lừa lọc, thiếu đạo đức. Hay có những người vì hãm danh, thích địa vị nên cứ khoe khoang. Họ nói dối để thỏa mãn lòng ham hư vinh của bản thân, khiến cho người khác nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn người. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đây là nghiệp ác tự tạo, chỉ vì sở thích hãm danh đem lại. Dù nhằm mục đích tốt hay xấu, chúng sinh phàm phu đều không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai, hoặc dối đùa chơi, nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai cũng có nói dối, chỉ khác là dối ít hay là dối nhiều. Nói dối có hại hay là nói dối không hại người? Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Thứ hai, lời nói đưa chuyện thị phi. Người xưa thường nói, người thích nói chuyện thị phi, ắt cũng là một người thị phi. Thường xuyên bàn tán về thị phi sẽ sớm làm hao mòn phúc khí của chính mình, khiến cho cuộc đời ngập trong tranh đấu, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những thứ tốt đẹp cuộc sống ban tặng. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Thân có ba điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có ba điều là tham, sân, si. Nhưng khẩu có bốn điều, đó chính là nói ác, nói dối, nói thêu dệt, nói đâm thọc. Chỉ có miệng là chiếm bốn điều ác trong 10 điều ác. Từ đó, chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên, chúng ta tu hành, ngoài sở thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý đến khẩu nghiệp. Trong đó, cần phải tuyệt đối tránh những lời đưa chuyện thị phi. Thế nhưng, làm người mà không nói chuyện thị phi quả là rất khó. Trong cuộc sống thường xảy ra tình huống như thế. Những người có duyên với chúng ta, họ nói ra điều gì, làm việc gì, chúng ta đều cho là đúng. Còn người không có duyên với chúng ta, những điều họ nói, việc họ làm, bất kể ra sao, đều không hợp ý ta. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là, chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Đúng và sai, nếu chỉ dựa vào lập trường của chúng ta thì chẳng thể phân định được. Bởi dù thế nào cũng không thể tránh được nhận định cá nhân chủ quan của ta trong đó. Chúng ta học Phật nhất định phải học được chân thực, đúng với người và sự việc. Nếu chúng ta cố tình phân tích rõ ràng thì tất nhiên không hiểu được việc đúng sai, sinh ra bất bình, tạo thành bốn ác nghiệp lớn do miệng. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì
con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảnh tỉnh bản thân, chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Chúng ta cho việc đó là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự, bởi vì chúng ta vẫn còn phàm phu, đứng ở lập trường không giống nhau, nhân duyên tiếp xúc cũng khác nhau. Cho nên, có lúc chúng ta cho là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thực sự. Có thể nhân duyên chúng ta không tốt bằng người kia. Rõ ràng họ nói là việc tốt, chúng ta lại cho nó thành việc xấu. Như thế cũng không đúng. Chúng ta phải khởi tâm bình thường, học Phật phải cố gắng kết duyên tốt, trừ bỏ đi tâm phân biệt tốt xấu. Vì vậy, chúng ta không nên theo tâm mình để nhận định người khác. Phải luôn luôn cảnh giác bản thân. Nếu làm được như vậy, thì không nói lời thị phi chẳng khó gì. Thứ ba, lời nói tiêu cực, than phiền. Phật dạy rằng, những lời tiêu cực oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của chính mình. Nhiều người có thói quen thích phàn nàn, than phiền về cuộc sống, về số phận và cả về người khác. Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Nói những lời như vậy sẽ chỉ làm hao mòn phúc đức, không mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thay vì phàn nàn, chúng ta nên dùng nhiều hành động hơn để thay đổi hiện trạng. Nói ít lời phàn nàn hơn, làm những việc có ý nghĩa hơn và cuộc đời bạn sẽ ngày càng tốt đẹp lên. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết. Bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn ra đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà họ quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, bớt ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách sao cuộc đời mình không may mắn như người ta. Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này
than phiền một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng chẳng sẽ mang lại lợi ích gì. Thứ tư, lời nói ác độc làm tổn thương người khác. Cổ nhân thường nói, lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Câu này mang ý nghĩa là một câu lương thiện thì ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng. Bất cứ lời nói tùy ý nào đều đem lại những kết quả khác nhau. Lời tốt đẹp khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành, còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Kẻ xấu tạo tin đồn làm hại người khác vẫn tự cho mình là kế hay, nhưng họ đâu biết rằng những gì chờ đợi phía trước lại là hận thù hay báo ứng. Đức Phật đã dạy ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác cũng sẽ có người khác lừa dối lại bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Miệng người giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang đến điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ làm điều ác gây tai họa cho người. Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những cảm xúc buồn bã. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên bảo đúng thời đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện. Ngược lại, những lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Trong Kinh Phật có bài học đạo lý rằng, có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh, nên cố ý đến mắng nhiếc Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhiếc xong, Phật hỏi, ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người ấy đáp rằng lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói, nay ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm gian là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ. Theo giáo lý nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế, theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường. Nếu bạn thường xuyên nói những lời ác khẩu làm tổn thương người khác, hãy cố gắng thay đổi ngay từ hôm nay. Nói càng ít càng tốt, nhất là những câu cay độc mắng nhiếc người khác. Một khi những lời này được nói ra, chúng sẽ chỉ gieo rắc ác nhân cho chính bạn. Ác nhân, ác sinh ra ác quả, rất có hại cho cuộc sống của bạn. Thứ năm, nói xấu người khác. Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác và tưởng chừng là vô hại. Đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy, là chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Có nhiều nguyên nhân của hành động này. Chẳng hạn, khi chúng ta tức giận người khác, chúng ta thường nói xấu họ. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để kéo mọi người đứng về phía mình. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét họ,
muốn được mọi người tôn trọng, đánh giá cao như người kia. Việc nói xấu người khác khiến chúng ta thành một người thường gây ra sự bất hòa. Dần dà sẽ chẳng còn ai muốn tâm sự với chúng ta vì lo sợ chúng ta sẽ nói với người khác, thêm thắt những lời đánh giá của ta khiến cho họ bị xem là không tốt. Chính bản thân ta cũng không có hạnh phúc khi mình luôn phanh phui lỗi của người khác. Khi chúng ta tập trung vào những điểm tiêu cực hoặc là những sai lầm, chính tâm của chúng ta cũng không an vui. Những ý nghĩ rằng người này xấu, người kia không tốt thường là những suy nghĩ độc hại, bóp méo thế giới quan của chúng ta, khiến ta nhìn đâu cũng thấy những điều xấu xa. Khi ta nói xấu người khác, tức là chúng ta đã gây ra tác nhân để cho người khác nói xấu mình. Điều này có thể xuất hiện ngay trong đời này. Nếu người mà ta phê bình muốn hạ nhục mình, hoặc có thể xuất hiện trong tương lai khi mình bị người khác buộc tội một cách vô lối hoặc là bị vu oan. Bởi vậy mà trong cuộc sống chúng ta nên hạn chế. Nếu được thì không nên buông chuyện sau lưng người khác. Buông chuyện về người khác là mắc vào một trong những điều cấm kỵ trong nhà Phật. Đặc biệt là nói xấu người khác sau lưng hoặc chê bai người khác đều là cách gieo nghiệp xấu cho mình. Phật dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Thứ sáu, lời nói bất kính với cha mẹ. Người xưa đã dạy rằng, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Câu này khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên. Là phận làm con, không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Đức Phật có dạy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, xin đi xin lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Rồi công ơn dưỡng dục của cha, đời này kiếp này làm sao trả hết. Bởi thế, Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất vốn không phải bạc vàng chất núi, mà chính là cúng dường cha mẹ. Và từ ngàn xưa thì chữ hiếu là nền tảng của đạo đức, gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình thì chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc, bình an. Đức Phật cũng đưa ra tiêu chuẩn, đối với một người con được gọi là hiếu đạo, thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom, phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều kiện thiếu thốn về vật chất, luôn luôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiền tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo, là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tinh sâu nhân quả, thoát ngoài dòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc
giải thoát trong hiện tại và tương lai. Với những người ngược đãi cha mẹ, nói lời bất kính với đấng sinh thành sẽ chịu quả báo. Dù phúc báo có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết. Kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy: điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Còn trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trong Ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau: người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị. Về sau không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi, người con bất hiếu còn bị đọa vào địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh chịu muôn vàn khổ sở. Nếu thường nói lời bất kính hay làm trái ý cha mẹ thì phải cẩn thận, bởi sẽ làm tổn hại đến vận may của mình nhiều nhất. Theo quan điểm Phật giáo thì cha mẹ là phước báo lớn nhất. Nhân ác lớn nhất cũng sẽ mang lại quả ác nặng nề nhất. Cho nên cố gắng đừng nói những điều bất kính với cha mẹ. Người xưa có câu: học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, thận trọng cân nhắc điều gì nên nói, điều gì nên không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí là rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói lời ác khẩu hay làm chuyện hại người. Chính bạn chứ không phải ai khác sẽ phải gánh nghiệp của mình. Hãy để cuộc trò chuyện trở nên có ý nghĩa và chất lượng, bớt những lời nói xấu xa, tiêu cực, chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, bạn đã bao giờ tự hỏi là tại sao có những người sinh ra đã phải sống cảnh bần hàn khổ sở, dù có cố gắng cũng không thoát khỏi được? Còn ngược lại, có người sinh ra đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phú quý. Những lời Phật dạy về nhân quả trong cuộc sống sẽ giúp bạn giải đáp những băn khoăn về nhân quả để tìm đến cho mình suy nghĩ tích cực, an vui. Vạn vật trên đời đều chịu sự chi phối của thời gian, không gian và quy luật nhân quả. Luật nhân quả chẳng phải là một phép màu thần thông, cũng chẳng phải là một hiện tượng siêu nhiên, vốn dĩ dây ắt có trả. Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Điều quan trọng là bạn tin hay không để biết sống một cuộc đời tu tập và ý nghĩa. Một kiếp nhân sinh không ngắn mà cũng không dài. Nói 60 năm cuộc đời, nhưng vẫn có người lìa đời còn rất trẻ. Ấy thế mà cuộc đời dài ngắn không quan trọng bằng việc ta chọn sống một cuộc đời như thế nào. Ở một xã hội hiện đại, con người vốn xem trọng mọi vật chất, tiền tài hơn là xem trong tình thân, tình thương, nhân cách và đạo đức. Từ đó, con người sống buông thả, lầm lỗi nhiều hơn, xem nhẹ nhân quả báo ứng. Không may có những chuyện không lành thì tìm cách đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi tại số phận. Cuộc sống mong manh, đời người vô thường. Chúng ta càng không chịu hiểu thấm thía gì có nhân quả luân hồi, thì mãi mãi chúng ta trở nên vô minh và đầy đau khổ. Trong giáo lý nhà Phật, quy luật nhân quả là một quy luật tồn tại khách quan, không phải do Phật Đà quy định hay là tự tạo nên. Đức Phật chỉ đem quy luật ấy nói cho mọi người biết, tức là ngay đến Phật tử hay Đức Phật cũng không thoát khỏi quy luật này. Trong thực tế cuộc sống, những điều này xảy ra đều chịu sự chi phối của luật nhân quả.
nhưng mà đôi khi chúng ta không để ý. Việc làm hư thật tự mình hay, họa phước do ta chớ hỏi thầy. Thiện ác chung quy đều báo ứng, nếu không sớm đến ác là chạy. Bạn có tin hay không vào nhân quả? Bạn có tin hay không luật nhân quả truyền kiếp luân hồi? Bạn có tin hay không vào những gì đã và đang làm hôm qua và hôm nay tạo ra mai sau? Ở đời không có gì là tự nhiên cả. Khi bạn gặp một ai đó, bạn gia phải những thứ mà bạn cho là quái quâm của cuộc đời, thì ai trong chúng ta đều đang sống trong và được chi phối của luật nhân quả.